năm thức tập đơn giản cây tạng. Xin hãy giới thiệu đến quý vị năm thức tập đơn giản cây tạng. Và đây là bộ tăng duy nhất đã cung cấp cho chúng ta thông tin vô giá về năm phương pháp cây tạng xưa kia. Năm phương pháp này chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực. Từ hàng ngàn năm qua, những bài tập này đã trở thành những nghi thức thần kỳ được thử kiến trong các chùa viện ẩn náu trên bãi Kỳ Mã Lạp Sơn. Thân thể con người có 7 trung tâm năng lượng. Người Tây Phương gọi đó là những dòng xoáy, trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể trông thấy, nhưng 7 luân xa này là những điện trường cực mạnh và chúng hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể, và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa. Luân xa đầu tiên hay luân xa ở thấp nhất tập trung ở tuyến sinh dục. Luân xa thứ hai tập trung ở tuyến tụy trong vùng bụng. Luân xa thứ ba đóng tại tuyến thượng thận trong vùng đám đỗ dương, tức là mặt dây thần kinh của bụng. Luân xa thứ tư đóng tại tuyến ức ở vùng ngực. Luân xa thứ năm đóng ở tuyến giáp trạng nơi cổ. Luân xa thứ sáu đóng ở tuyến tụy tại đáy sâu của não. Và luân xa thứ bảy, luân xa đóng ở cao nhất tập trung tại tuyến yên nơi đáy trước của não. Trong một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, hoạt động của những luân xa này là ấn điện, giúp cho prana sinh trưởng lưu và sinh sản, hay còn được gọi là sinh lực hoàn vũ, được trôi chảy qua các tuyến nội tiết. Nhưng nếu sự hoạt động của một hay nhiều luân xa đó bị trì trệ, thì dòng sinh lực của sự sống bị cản trở hoặc bế tắc, và như thế đưa đến bệnh tật và tàn hôn. Với một người khỏe mạnh thì những luân xa đó làm lan tỏa sinh lực ra đến tận làn da bên ngoài. Ngược lại, với một cơ thể tàn hôn bệnh mạng thì những luân xa này hầu như không thể lấy sinh lực lên đến bề mặt của thân. Vì thế, cách thức nhanh nhất để giành lại sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực là làm sao để cho những luân xa này hoạt động được bình thường trở lại. Để đạt đến mục đích này, chúng ta có 5 bài tập sau đây. Mỗi một trong 5 bài này, từ nó đã rất hữu ích cho bạn. Nhưng nếu muốn có được những kết quả tối ưu, thì quý bạn không nên bỏ sót một bài này. Ở Hy Mã Lạp Sơn, các lạc ma gọi chúng là thưởng thức. Vì thế, ở đây chúng tôi cũng muốn dùng lại danh từ đó. Những trung tâm năng lực này là những chuyển động xoáy cực nhanh. Khi tất cả đều xoáy với một tốc độ cực nhanh như thế, thì cơ thể đang ở trong trạng thái toàn. Khi có một hoặc nhiều luân xa bị chặn lại, thì thường là mà suy thoái bắt đầu tiến triển sâu. Thức tập thứ nhất. Thức tập này là một phương pháp tập rất đơn giản. Mục đích cấp kỳ là làm cho các luân xa xoáy nhanh trở lại. Khi bạn thường bắt gặp động tác này là những trẻ em khi chúng chơi đùa. Trong thức thứ nhất này, tất cả những gì các bạn cần là giơ thẳng hai tay ra theo chiều ngang. Sau đó, các bạn xoay tròn cho đến khi hơi chóng mặt. Một điều mà các bạn phải lưu ý đó là xoay tròn từ trái sang phải. Nói cách khác, nếu các bạn để các đồng hồ ở trên sàn nhà trước mặt bạn, thì các bạn phải quay theo chiều của kim đồng hồ. Hầu hết những người lớn tuổi chỉ có thể xoay khoảng 6 lần trước khi cảm thấy chóng mặt. Vì mới bước vào điện thoại, tôi khuyên các bạn không nên vượt quá 6 vòng quay. Sau đó, nếu cảm thấy chóng mặt, thì các bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống để cho nó vơi đi. Lúc đầu tôi cũng đã từng làm như thế. Nói tóm lại, để bắt đầu, các bạn chỉ nên thực hành thứ nhất này cho đến khi hơi cảm thấy chóng mặt. Rồi dần dần, sau khi đã luyện tập thành 5 thức, các bạn có thể xoay tròn nhiều hơn mà không cảm thấy chóng mặt.
Ngoài ra, để giảm thiểu sự chóng mặt, các bạn cũng có thể nói theo cách thức của các cụ công. Trước khi bắt đầu quay, các bạn hãy tập trung tầm nhìn vào một điểm duy nhất ở trước mặt. Và khi khởi sự quay, hãy hướng ánh mắt về cái điểm đó càng lâu càng tốt. Cuối cùng, các bạn sẽ phải rời nó khỏi tầm mắt để cho đầu của bạn có thể cùng xoay theo thân. Khi điều này xảy ra, các bạn phải xoay đầu thật nhanh, không có thể hướng tầm mắt càng sớm càng tốt về cái điểm đó. Chính cái điểm chuẩn này giúp cho các bạn tâm trong mặt và không hề hướng tượng. Ở Ấn Độ, không ai ngạc nhiên khi trông thấy các tu sĩ cùng lúc xoay tròn được tôn trọng. Sau đó, khi đã thụ giáo của Đạt Ma về thức tập thứ nhất này, tác giả cũng nhớ lại thêm điều có liên quan đến thức tập này. Một là các tu sĩ này luôn xoay về theo một hướng, tức là từ trái sang phải, hoặc nói khác hơn là xoay theo chiều kim đồng. Hai là những tu sĩ tại vốn thường xuyên phải xoay về trong các nghi lễ, thường có vẻ khỏe mạnh và tráng kiện hơn những người cùng với lứa tuổi của họ. Khi chúng tôi nêu ra vấn đề này với Đạt Ma, ngài đã giải thích rằng cái động tác xoay người này có một tác dụng rất hữu ích, nhưng đồng thời nó cũng mang tính cách tác hại. Ngoài ra, ngài cũng cho biết sự xoay tròn thái quá đã kích thích quá mức một số những đôn xa đến nỗi cuối cùng chúng bị cạn kiệt. Điều này đưa đến hệ lụy là trước tiên làm tăng nhanh dòng trôi chảy của prana, tức là nguồn sinh lực chủ yếu của sự sống, và rồi làm bế tắc nó. Các hành động xây dựng rồi xé toạc này khiến cho các giáo sĩ Hồi giáo phải đứng trải một trạng thái chấn động tâm thần và khiến cho họ đi lệch ra khỏi con đường của tôn giáo và tin thần. Nhưng các Đạt Ma thì không bao giờ đưa thức xoay mình đến chỗ thái quá. Trong khi các giáo sĩ Hồi giáo có thể xoay mình hàng trăm lần, thì các Đạt Ma chỉ thực hành nó khoảng chục lần hoặc nhiều hơn đôi chút, vừa đủ đưa các phương xa vào hoạt động mà thôi. Thức tập thứ hai. Tiếp theo thức tập thứ nhất là thức thứ hai, và mục tiêu của thức này là nhằm kích thích hơn nữa 7 luân xa. Thức tập này cũng đơn giản như thức tập thứ nhất. Trong thức này, người tập phải nằm dài trên sàn, mặt ngẩng lên. Tốt nhất, các bạn nên nằm trên một tấm thảm dày hoặc một tấm đệm bạc thảm. Các Đạt Ma thực hành nghi thức này trên một tấm thảm mà người Tây phương thường gọi là thảm tổ tiên, thảm làm bằng len khá dày. Và mục đích của họ là để ngăn không cho cơ thể bị thấm nhiệt bởi cái lạnh của sàn nhà. Một khi các bạn đã nằm duỗi lưng thẳng người, hãy buông hai cánh tay dọc theo hông, gan bàn tay úp xuống sàn, giữ cho các ngón tay sát vào nhau. Tiếp đó, các bạn hãy nhấc đầu lên, thu cằm vào ngực. Trong khi làm như thế, nhấc hai cẳng chân lên, đầu gối thẳng trong tư thế thẳng đứng. Nếu có thể, các bạn hãy để hai chân vươn ngược lên trên thân về phía đầu, nhưng phải giữ cho hai gối thật thẳng. Rồi từ từ thả đầu và hai cẳng chân xuống sàn trong khi đầu gối vẫn giữ thẳng. Hãy thư giãn toàn bộ các cơ bắp sau đó. Thực hành lại thức tập này. Trong khi thực hành, các bạn hãy tuân theo nhịp thở như sau. Hít vào thật sâu khi bạn nhấc đầu và hai cẳng lên. Thở ra toàn bộ khi bạn hạ đầu và hai chân xuống. Giữa những lần tập, trong khi các bạn thư giãn các cơ bắp, các bạn vẫn tiếp tục hít thở theo nhịp như vừa kể. Càng hít thở sâu thì càng tốt. Nếu không thể giữ cho hai đầu gối được thật thẳng, thì các bạn sẽ ngắm xuống theo mức độ cần thiết. Như vậy, nếu các bạn tiếp tục luyện tập thức này, thì hãy cố để giữ cho hai đầu gối càng thẳng càng tốt. Một vị Lạt Ma đã kể với tôi rằng, khi lần đầu tiên ngài thực hành thức tập thiền này, ngài đã quá già yếu và lụng cụ đến nỗi ngài không thể nhấc được hai chân trong tư thế thẳng. Vì thế, ngài bắt đầu bằng cách đưa hai chân lên trong tư thế cao. Và với tư thế đó, đầu gối của ngài thẳng tắp nhưng hai chân thì tỏa ra. Thế rồi từ từ, từng chút một, ngài có thể dương thẳng chân ra, và 3 tháng sau đó, ngài đã có thể dương thẳng chúng một cách dễ dàng. Vì Lạt Ma lạ lùng này đã mang lại cho chúng ta khá nhiều ngạc nhiên. Khi kể lại chuyện đó, ngài là một người hoàn toàn tươi trẻ và khỏe mạnh, khi biết rằng ngài đã khá lớn tuổi. Một trong những niềm vui của ngài là phấn đấu mang một chút sống tươi nặng khoảng 300 cân Anh từ vườn để lên tu viện ở trên núi cao cách đó vài trăm phút. Ngài vác đi như thế, không nóng vội nhưng đồng thời cũng không dừng chân nghỉ. Và khi đến nơi, ngài chẳng có vẻ gì là hụt hơi.
Một lần khi tôi cố thăm ngài để được lên tu viện, tôi đã phải dừng lại ít nhất là 12 lần để thở. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng có thể di chuyển dễ dàng như ngài và chẳng cần dùng những chiếc gậy nữa. Nhưng đây là chuyện khác. Thức tập thứ ba. Thức thứ ba này cần phải được thực hành ngay sau thức thứ hai. Tưởng như thức trước, thức này cũng rất đơn giản. Tất cả những gì mà các bạn phải làm là quỳ gối trên sàn nhà và giữ cho thân mình thẳng đứng, hai bàn tay áp sát vào đầu. Sau đó nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực. Tiếp đến, ngửa đầu và cổ ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời ngả người ra sau, cong thẳng cuộc sống. Khi cong mình như thế, các bạn hãy bám cánh tay và bàn tay lên đùi để làm hiện tượng. Cong người xong, hãy trở về với tư thế cũ và lặp lại toàn bộ thức thứ ba này thêm một lần nữa. Cũng tưởng như thức thứ hai, ở thức thứ ba này, chúng ta cũng phải điều hòa nhịp thở đúng như quy định. Các bạn phải hít vào thật sâu khi cong cuộc sống và thở ra khi quay về với tư thế thẳng đứng. Hít thở sâu là điều rất hữu ích, vì như thế các bạn có thể đưa không khí vào bộ phổi càng nhiều càng tốt. Tác giả đã từng trông thấy cảnh 200 vị lạc ma đồng loạt nhận thức này để điều tâm, hay nói cách hơn là tập trung tư tưởng. Tất cả đều nhắm mắt lại để loại bỏ những ràng buộc của thế giới ở bên ngoài và có thể tập trung vào chính mình. Từ hàng ngàn năm trước, các lạc ma đã hiểu mọi lời giải đáp cho những bí ẩn khôn lường của cuộc sống đều được tìm thấy ở bên trong chính mình. Họ đã phát hiện rằng tất cả những tính chất đã kết hợp lại để tạo thành đời sống chúng ta đều khởi phát từ bên trong cá nhân con người. Đây là một quan điểm mà người phương Tây chẳng thể nào am hiểu. Bởi theo họ, thì đời sống vốn được tôn đúc bởi những lực không thể nào kiểm soát được của thế giới vật chất. Chẳng hạn như hầu hết những người phương Tây đều cho rằng cơ thể của con người không tránh được phải lão hóa và suy thoái, vì đó là quy luật tự nhiên của thực tế. Vậy mà khi hướng tầm nhìn vào nội giới, các vị lạc ma hiểu rằng điều đó chỉ là một ảo tưởng nhằm để tự an ủi chính mình mà thôi. Các lạc ma nhất là các ngài đang sống trong tu viện mà tôi được may mắn đặt chân đến đã cống hiến cho thế giới một điều vĩ đại, và điều này được thực hiện trên tầm mức hoàn vũ. Từ tầm mức này, họ vượt lên trên những chuyển động của thế giới vật lý để có thể quan sát và theo dõi ngoài người trên toàn thế giới, hầu mang đến cho nó rõ tốt đẹp. Thức tập thứ tư. Lần đầu tiên thực hành thức thứ tư này, chúng ta cảm thấy rất khó khăn, nhưng rồi một tuần lễ sau, nó trở nên đơn giản như những thức khác. Trước tiên, các bạn hãy ngồi xuống trên sàn nhà, hai cẳng chân duỗi ra phía trước, hai bàn chân đặt cách nhau khoảng 20cm, gan hai bàn tay úp xuống sàn, đặt theo mông, sau đó thu cầm về phía trước bụng. Tiếp đến, các bạn hãy ngả đầu ra phía sau, càng xa càng tốt, đồng thời nhấc thân mình lên sao cho đầu gối cong lại, sau khi hai cánh tay trở nên thẳng đứng. Với tư thế này, thân mình trở thành song song với sàn nhà và thẳng góc với hai cánh tay và hai cẳng chân. Rồi bạn hãy gồng căng mọi cơ bắp của cơ thể. Cuối cùng, khi quay trở lại với thế ngồi ban đầu, các bạn hãy thư giãn các cơ bắp và nghỉ một lúc trước khi lặp lại các động tác của thức tập. Cũng vậy, thở là điều quan trọng trong thức tập này. Bạn hãy hít vào thật sâu khi nhấc thân mình lên và thở ra thật dài hơi khi bạn hạ người xuống. Tiếp tục duy trì nhịp thở này khi bạn ngơi nghỉ giữa hai lần thở. Sau khi rời tu viện, chúng tôi đã chu du qua một số đô thị lớn của Ấn Độ và để thử nghiệm, tác giả và chúng tôi đã mở một số lớp để hướng dẫn năm thức tập thể dục này cho những người Anh cũng như dân bản xứ. Chúng tôi nhận thấy những người lớn tuổi trong cả hai nhóm này đều cho rằng họ không tài nào thực hành thức thứ tư bởi vì họ đã quá già. Đây là những nghĩ sai lầm và đồng thời khiến cho chúng tôi phải khó khăn khi thuyết phục họ. Cuối cùng, tác giả và chúng tôi khuyên họ hãy làm tất cả những gì có thể trong vòng một tháng để xem tiến triển như thế nào. Và lời khuyên này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn sự dự đoán. Chúng tôi còn nhớ có lần tác giả và chúng tôi hướng dẫn một lớp có một số ít người lớn tuổi, và khi chuyển sang thức thứ tư này, những người đó hầu như không thể nhấc thân mình lên khỏi sàn và đương nhiên không thể đạt tới tư thế song song với sàn nhà. Cũng tại lớp này, có một số người trẻ đã thực hiện động tác này một cách dễ dàng ngay trong buổi đầu tiên. Điều này làm cho những người cao niên cảm thấy chán nản
nên vì thế phải tách thành hai nhóm. Tác giả và chúng tôi đã phải giải thích cho những người cao tuổi rằng lần đầu tiên khi tập thức thứ tư này, chúng tôi cũng chẳng hơn gì. Nhưng giờ đây, tôi có thể thực hành liên tục 50 lần thức này mà không hề thấy mệt mỏi hay bị căng thẳng cơ bắp. Và để chứng minh cho điều đó, chúng tôi đã thực hành ngay trước mắt của họ. Kể từ đó, những người cao tuổi đã đạt được những tiến bộ lớn nhất. Các bạn phải nhớ rằng, sự khác biệt giữa trẻ trung và già như giữa khỏe mạnh và khỏe mạnh chỉ đơn giản tùy thuộc tốc độ quay của đối phương. Đưa tốc độ quay của đối phương về tới cực độ trung bình thì một người già luôn lại có thể trở nên trẻ trung và mạnh mẽ. Thức tập thứ năm. Khi thực hành thức thứ năm, thân mình của bạn phải hướng xuống đất, được chống đỡ bởi hai tay, gan bàn tay áp xuống sàn và các ngón chân ở trong cơ thể căng thẳng. Với thực tập này, các bạn phải đặt hai bàn tay và hai chân cách nhau khoảng 60 cm, trong khi cái tay và chân phải giữ thẳng. Để bắt đầu, các bạn hãy chống hai tay thẳng đứng xuống sàn và cong cột xương sống sao cho thân mình ở trong tư thế lún xuống. Tiếp đó, ngả đầu ra phía sau càng xa càng tốt, rồi cong ở phần hông và đưa thân mình lên trên để tạo thành hình chữ V ngực. Đồng thời, các bạn hãy đưa cằm tới trước và áp sát vào ngực. Tất cả chỉ có thế. Thực hành xong, các bạn trở lại với tư thế ban đầu và lặp lại thức tập này. Sau tuần lễ đầu tiên, thông thường các bạn sẽ thấy đây là một trong những dễ tập nhất. Một khi đã thuần thục rồi, các bạn để cho thân mình rơi xuống tới một điểm hầu như là chạm sàn nhà, nhưng không hoàn toàn chạm sàn. Hãy gồng căng các cơ bắp trong một lúc, kể cả khi thân bạn đang ở điểm cao cũng như khi hạ xuống thấp. Tiếp tục hít thở sâu như đã áp dụng trong những thức trước đây. Hãy hít vào thật sâu khi bạn nâng người lên và thở ra hết khi bạn hạ người xuống. Bởi vì ở bất cứ nơi đâu, khi truyền đạt những thức tập này thì trước tiên người ta thường cho rằng chúng giúp làm giảm cơ bắp và các khớp bị sơ cứng, đồng thời giúp cho các cơ bắp trở nên rắn chắc. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của những thực tập này là đưa tốc độ quay của các luân xa về với chuẩn mực thông thường, có nghĩa là phù hợp với tốc độ quay của các luân xa của một người khỏe mạnh ở độ tuổi 25. Trong con người, tất cả các luân xa đều có cùng một tốc độ xoay. Mặt khác, nếu các bạn có thể trông thấy 7 luân xa của một người tuổi trung niên, nam hoặc nữ, thì các bạn sẽ hiểu ngay rằng tốc độ quay của một số các luân xa trong cơ thể đã bị chậm lại rất nhiều. Tất cả chúng đều xoay với những tốc độ khác nhau và chẳng có luân xa nào có thể cùng vận hành một cách nhịp nhàng và hài hòa với luân xa khác. Luân xa quay chậm sẽ làm cho phần cơ thể nơi nó tập trung bị suy thoái, trong khi luân xa quay nhanh tạo ra sự lo lắng, bồn chồn, căng thẳng và mệt mỏi. Vì thế, sự hoạt động bất thường của các luân xa mang lại sự suy yếu, mệt mỏi và già nua. Trong lành nó lên được tới phần cái phần não bộ của mình, nó ở lâu trong đó
để giúp cho cái trí não của chúng ta nó đủ oxy, thì trí nhớ của chúng ta nó sẽ giữ được sự minh mẫn dài lâu. Rất là nhiều những cái lợi lạc tốt đẹp được thể hiện chỉ trong những cái động tác thở nhẹ nhàng như thế này thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ai mà có thể tốt hơn được đó, thì ngồi tư thế gọi là bán hoa sen, tức là một cái chân hoặc là chân vụng nào của các bạn nắm lên được như vậy thì càng tốt ha. Còn có những người giỏi luôn thì thành tư thế hoa sen luôn càng tốt nữa. Nhưng mà các bạn nào mà chưa có làm được tư thế gọi là không phải tốt hơn, cái quan trọng là chúng ta giữ cái cuộc sống của chúng ta thẳng. Khi mà chúng ta ngồi yên rồi đó, đầu kiểm tra hơi thở của mình, hít vào và thật nhẹ và sâu, thì tự nhiên cảm thấy cái cột sống của chúng ta nó sẽ được thẳng lên. Và sau đó chúng ta giữ và hơi thở nhẹ nhàng để đảm bảo rằng lưng của chúng ta thẳng rồi. Khi hơi thở thứ hai, chúng ta kiểm tra lại coi cái cổ của chúng ta đã thẳng chưa, cái đầu của chúng ta có bị vô thức cuốn xuống như vậy không. Chúng ta sẽ giữ khi mắt của chúng ta nhắm lại thì chúng ta không bị chi lý bởi rất nhiều những điều đang xảy ra trong tâm mình nữa. Và lúc đó toàn bộ sự tập trung chú ý của chúng ta được xoay vào bên trong. Thì lúc này chúng ta sẽ nhớ một chuyện là hai cái bàn tay của chúng ta đó, nó sẽ có ở một trong ba cái tư thế tùy nhà mình cảm thấy như thế nào là thích hợp nhất. Cái tư thế mà Quỳnh Hương thích nhất trong cái thời tiết tương đối nóng như vậy đó chính là ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm vào nhau và đặt nhẹ hai bàn tay mở lên trên hai đầu gối. Như thế này buông lỏng hai vai thì chúng ta đã có thể đóng cái cầu giao điện trong người chúng ta lại. Và lúc này chúng ta nghĩ rằng cái dòng năng lượng nó đang được di chuyển nhẹ nhàng trong người chúng ta rồi. Nếu các bạn đang ở trong một cái thời tiết lạnh thì các bạn có thể dùng cái lưng bàn tay phải để nhẹ lên mu bàn tay trái, đặt nhẹ lên trên giữa hai chân như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai ngón cái chạm vào nhau. Đây là cách mà chúng ta có thể giữ cho cái cơ thể của chúng ta ấm hơn một chút trong cái thời giá lạnh. Nếu các bạn nào không tập được hai cái động tác như trên thì các bạn có thể luồn hai bàn tay vào nhau như thế này. Đây cũng là một cách chúng ta đóng cầu giao điện để tiểu vũ trụ trong người chúng ta hoàn toàn được kết nối với đại vũ trụ bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai hơi thở để kiểm tra nhẹ nhàng. Hít vào một hơi thật sâu, kiểm tra xem lưng của chúng ta đã thẳng chưa, cổ chúng ta đã thẳng chưa, cằm của chúng ta đã song song với mặt đất chưa. Hít vào một hơi thật sâu, chúng ta buông lỏng hai vai, miệng mỉm cười. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng ta ý thức rằng mình sẽ theo một cơ chế bất di bất dịch, đó là hít vào bụng phình lên, thở ra bụng xẹp xuống. Hít vào bụng phình lên, thở ra bụng xẹp xuống. Hít vào bụng phình lên, thở ra bụng xẹp xuống. Và chúng ta sẽ khẽ khàng niệm ba lần chữ ôm để khởi động toàn bộ tế bào trong cơ thể của chúng ta. Hít vào một hơi thật sâu. Khi chúng ta niệm ôm thì miệng chúng ta mở ra
và chữ O nó ra khỏi miệng chúng ta một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ khẽ gọi miệng lại, kéo dài âm thanh để cho cái sự ngưng rung đó có thể ngưng rung trong toàn bộ khoang họng của mình, lan tỏa lên toàn bộ phần đầu của mình, xuống toàn bộ các bộ phận khác trong cơ thể của mình ha. Chúng ta bắt đầu hít vào. Trước khi chúng ta bước vào bài tập thở, hãy khởi động lại sự tập trung vào trong đôi mắt. Hãy ý thức rằng bình thường mắt của chúng ta làm việc rất là mỏi, mà chúng ta quên cho mắt thư giãn. Vậy thì đây là lúc chúng ta cho cơ mắt của chúng ta hoạt động để làm cho cơ mắt dẻo dai hơn, và qua đó mắt sẽ khỏe mạnh hơn, sẽ là một người bạn đồng hành tốt hơn với chúng ta trong chặng đường dài sắp tới. Không quên ngỏ lời cảm ơn đôi mắt này, cảm ơn những tế bào mắt và cảm ơn cơ mắt. Chúng ta bắt đầu hít vào một hơi thật sâu để mắt nhìn lên trên. Hãy lưu ý rằng cái cơ mặt của chúng ta không có thay đổi, đầu chúng ta không thay đổi, chỉ có đảo mắt nhìn hướng lên trên cao hết mức có thể. Thở ra mắt liếc xuống dưới, đầu không thay đổi. Hít vào mắt liếc lên trên. Thở ra mắt liếc xuống hết mức có thể. Một lần thứ ba, hít vào mắt liếc lên trên. Thở ra mắt liếc xuống dưới. Trả mắt về phía trước, miệng mỉm cười, nhắm khẽ mắt lại, mở mắt ra miệng mỉm cười, hít vào mắt liếc hết sức về phía bên phải, thở ra mắt liếc hết sức về phía bên trái, hít vào mắt liếc hết sức về phía bên phải. Thở ra mắt liếc hết sức về phía bên trái, hít vào mắt liếc hết sức về phía bên phải. Thở ra mắt liếc hết sức về phía bên trái. Trả mắt lại nhìn thẳng về phía trước và miệng mỉm cười, nhắm khẽ mắt lại. Để giữ chúng ta đã đi trục đứng và trục ngang. Bây giờ chúng ta sẽ cho mắt liếc về hai trục xéo, mở ra miệng mỉm cười,